Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ học bài về xác suất. Thì khi nói đến xác suất thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến những cái điều gì mà có cái tính ngẫu nhiên. Ví dụ như là chúng ta tung một con trúng sắc, hay là rút một quân bài, hay là chọn ngẫu nhiên một cái phần tử nào đó cho một cái tập hợp. Thì đã nói đến xác suất là bao giờ cũng nói đến ngẫu nhiên. Và xác suất của một biến cố, chúng ta có thể hiểu được là cái khả năng xảy ra cái biến cố đó trong cái thí nghiệm ngẫu nhiên như vậy. Ví dụ như là khi chúng ta tung con xúc xắc thì cái xác suất để nó ra một con số 6, để xem bằng bao nhiêu, nó chúng ta sẽ thấy rằng là cái định nghĩa xác suất nó rất là đơn giản, đó là khi tung một con xúc xắc thì chúng ta sẽ có 6 cái trường hợp có thể xảy ra. Và nếu chúng ta muốn có con số 6 thì xác suất sẽ là 1 trong 6 cái tình huống đó. Như vậy xác suất là 1/6. Cái công thức tổng quát của xác suất là xác suất sẽ bằng số trường hợp mong muốn mà chúng ta mong muốn cái sự kiện chúng ta xảy ra chia cho số tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Như vậy đây là cái định nghĩa hôm nay đơn giản nhất, kinh nghiệm nhất, xác suất là số trường hợp mong muốn chia cho số trường hợp có thể xảy ra. Trong ví dụ về cái con xúc xắc thì khi tung con xúc xắc chúng ta có thể có được 6 cái trường hợp có thể xảy ra, nhưng mà chúng ta mong muốn nó là bằng số 6 thì xác suất là 1/6. Nhưng nếu chúng ta lại là mong muốn là ra số chẵn thì số chẵn chúng ta có tất cả là 2, 4, 6, có 3 trường hợp, như vậy xác suất sẽ là 3/6. Bởi vì là xác suất thì nó liên quan đến cái việc là số trường hợp, số tất cả trường hợp và số trường hợp mong muốn. Nên là nói đến xác suất thì thường là chúng ta sẽ gắn liền với tổ hợp, tức là chúng ta phải biết đến xem là có bao nhiêu trường hợp chúng ta sẽ là mong muốn, bao nhiêu trường hợp sẽ là có thể xảy ra. Thì ví dụ như là tung hai con xúc xắc, hai con xúc xắc tính xác suất để tích hai số xuất hiện chia hết cho năm. Như vậy đây là một cái bài toán mà trước hết là tung hai con xúc xắc thì mỗi một con xúc xắc nó có thể có được kết quả là như vậy cái số trường hợp, tất cả các trường hợp có thể xảy ra chính là bằng 6/6, 3/6. Hai con xúc xắc không gắn buộc với nhau, như vậy số trường hợp có thể xảy ra là 3/6. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm xem là có bao nhiêu trường hợp thì tích của hai cái số thu được là chia cho năm. Thì rõ ràng là ở đây thì chúng ta có thể đếm bằng cách liệt kê. Muốn có tích của hai số chia hết cho 5 thì một trong hai số đó phải bằng 5, và cái số còn lại thì có thể là số bất kỳ. Thì cái số 5 này có thể kết hợp với 6 số khác, và số 5 này có thể 6 số khác. Như vậy chúng ta sẽ ra được là cái điều duy nhất là chúng ta cần lưu ý là nó sẽ không phải là 6 cộng 6 mà là phải trừ đi 1, vì cái 5 mà 5 này
một. Như vậy những cái chỗ này chính là những cái chỗ mà chúng ta đánh dấu cái trường hợp mà có bạn ở đây cũng thế. Và chúng ta đếm được là tất cả là 11 trường hợp. Như vậy chúng ta sẽ viết là số có thể xảy ra. Là 6 x 6 bằng 36. Một số trường hợp tích hai số thu được. Chia hết trường hợp. Chúng ta ở đây trong trường hợp này chúng ta có thể nói là liệt kê ra luôn, đó là 51, 52, 56, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, và 4, 6. Ở đây cái trường hợp mà 5 năm rồi chỉ đến một lần ở chỗ này thôi, do đó là sẽ có 11 vậy xác suất cần tìm. Như vậy cái định nghĩa cơ điển của xác suất chính là bạn xem lại số trường hợp mong muốn chia cho số trường hợp tất cả trường hợp. Thì vấn đề là trong các cái tình huống mà của các cái bài tập chúng ta có thể gặp phải thì chúng ta sẽ phải biết cái cách tính cái số trường hợp mong muốn cũng như số trường hợp có thể xảy ra. Cái này nó thông thường sẽ liên quan đến các cái quy tắc đếm, gồm các cái quy tắc cộng, quy tắc nhân và các cái tình huống tổ hợp mà chúng ta đã học trong các cái bài trước. Thì sau đây chúng ta sẽ xem xét một số cái ví dụ và qua ví dụ đó thầy sẽ giải thích tiếp các cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý khi giải cái bài toán về xác suất.